Em chào anh ạ. Có việc gì thế em? Dạ thưa anh đẹp trai. Mời em ngồi. À thôi, em đứng đâu rồi ạ? Em xin tự giới thiệu, em là Hoa, nhân viên của công ty Trà Thảo Mộc Việt. Trà Thảo Mộc Việt à? Vâng ạ. À, anh ở nhà là anh cũng hay dùng loại này lắm ấy. Vậy thì tốt quá. Anh ơi, đây là cái phiếu khảo sát khách hàng. Anh có thể giúp em tích vào những ô vuông này được không ạ? Tích vào đây à? Vâng ạ. Anh ơi, tiện đây thì công ty em có cái sản phẩm mẫu dành tặng anh ạ. Em gửi tặng anh. Cảm ơn anh rất nhiều ạ. Này, chán của nhà thích của ngoài à? Ở đâu? Em nào đấy? Ngọt đấy. À, tiếp thị Trà. Ra nhưng mà tôi đến sớm hơn. Có phải quen được em hay không? Tôi có quả người yêu đẹp như này, đi đâu tốn diện. Này, mơ giữa ban ngày à? Làm nốt đi, sếp đang chờ đấy. Thì làm gần xong rồi. Này. Em ăn mặc lại đi. Không hàng xóm người ta lại dị nghị, nghĩ rằng là anh không cho em tiền để đi mua đồ ấy. Bộ như này còn như thế nào nữa? Mà đang đi đổ rác cơ mà. Em nhìn em cả cái túi rác có giống nhau không? Anh đang nói kiểu gì đấy? Ý anh ở đây muốn nói rằng là em ra ngoài đường ấy thì ăn mặc cho nó. Thôi nhá, lại cãi nhau. Này, anh xúc phạm tôi thế mà được à? Có giỏi đi ở nhà mà làm. Ai em bảo này, em nấu cơm xong hết rồi. Lát nữa anh ăn một mình nhá. Bây giờ em đi họp lớp đây. Này, sao hôm nay trông em khác thế? Khác gì đâu. Tại vì có người bảo em là rác, nên là em biết chăm sóc bản thân mình hơn thôi mà. À mà sau tuần em đi làm rồi. Em đi làm á? Thế còn nhà cửa con cái ai lo? Anh cũng đi làm à? Con cái nhà cửa là của chung. Anh đừng có tự biến những thứ xung quanh anh thành rác rưởi. Khổ quá. Anh không hề có ý đấy. Tí nữa ấy, em đừng đi ăn với các bạn. Ở nhà ăn cơm với anh đi. Khi nào mà em đi làm, anh sẽ đón em, đưa em về. Thôi, em một mình quen rồi. Em tự đi được thì tự về được. Anh cứ lo đón con, rảnh thì dọn dẹp hộ em. Thế là em mừng lắm rồi. Thôi được rồi, anh sẽ lo cả việc nhà này, đón con, rồi đưa em đi, đón em về, được chưa? Ủa ơi, xem tí nào. Vợ anh đẹp như thế này á, sảnh ra một cái để mà mất à? Bây giờ không ăn cơm nữa, đi ăn nhà hàng, được không? Không thèm, ăn cơm nhà. Ăn cơm nhà vợ nấu vẫn ngon hơn nhỉ? Đi.